Ngày Tết này thì quay video chủ đề gì? Đang làm gì thì cứ quay chủ đề đấy. Vậy thôi. Đang cho bọn trẻ con đi ăn sữa chua. Sữa chua mỗi vùng thì sẽ có một cái vị khác nhau. Sẽ có những người bảo rằng là ở chỗ này ngon hơn, ở vùng kia ngon hơn. Nhưng mà mình ở Hạ Long Quảng Ninh ấy, mình tự hào là sữa chua Hạ Long Quảng Ninh ngon nhất Việt Nam này. Chí ít là theo những cái trải nghiệm mà đã từng đi ăn nhiều vùng và nhiều sữa chua khắp các tỉnh thành rồi. Không phải là ăn nhiều, ăn quen thì bảo là ngon đâu. Nhưng sự thật rằng là nhiều anh chị em mà đi du lịch xuống Hạ Long đều biết. Họ đều chọn thứ nhất là bánh cuốn cây bàng. Thứ nhất là cái đặc sản bánh cuốn là các bạn biết là ngon thế nào, mình đã nói trong cái clip trước đó rồi. Thứ hai nữa là sữa chua Hạ Long, các bạn cứ xuống dưới đây thì biết nhá. Mà xuống dưới đây có quán sữa chua Tuấn Liên ở chỗ đường đường này là đường Lán Bè, gần chỗ quảng trường nhá, gần chỗ quảng trường qua đây. Một sữa chua, một trân châu là một combo cho mỗi người. Sữa chua dẻo thanh mát ngon đó, trân châu thì cũng rất là ngọt thanh dẻo mềm thơm cực kỳ ngon luôn đấy. Thực thật là ngày cuối năm mới nhậu nhẹt nhiều, tất niên nhiều, là một cốc sữa chua đúng là nó sảng khoái cuộc đời luôn các anh chị em ạ. Đã à, tuyệt vời đấy. Thế thôi, làm video chủ đề gì thì cứ chủ đề gì thì đang làm gì thì quay chủ đề đấy thôi, mà móc nối nó vào với cái mà chủ đề chính, cái chủ đề cốt lõi của các bạn. Ví dụ như mình thì là chủ đề về xây kênh cho các anh chị em, thì mình đang hướng các anh chị em là thứ nhất là ăn sữa chua, là cái sở thích thói quen của mình đó, và cái phong cách sống của mình đang làm gì mình chia sẻ đó, và mình móc nối với anh chị em rằng là hãy xây kênh đi đó, theo các anh chị em cứ đang làm cái gì thì chia sẻ cái đấy. Còn các anh chị em là gì, ví dụ như làm về sức khỏe thì sữa chua, đang ăn sữa chua thì nó có lợi gì cho đường tiêu hóa hay không, rồi làm về da thì ăn sữa chua nó có tốt cho da hay không đó, rồi làm về chủ đề về móng, về nail đó, những cái gì nên kiêng kỵ thì ăn sữa chua không hay là không kiêng đó, ví dụ vậy đó. Rồi ok, hay là bất động sản có móc nối được không. Ừ, móc nối được hết nhá. Đó, anh trai Thế Vinh móc nối được hết. Bất động sản thì khu vực mà mình đang ngồi ở chỗ này đó là cái vị trí đắc địa gần như nhất nhì ở Quảng Ninh luôn đó, và nơi đây mình ngồi thì mình dự đoán ở cái vị trí ở chỗ đường Lán Bè này thì chắc chắn đất không dưới 100 triệu một mét đó, móc nối được thoải mái các anh chị em nhá. Rồi ok, vậy thì Tết thì Tết, không cứ là cứ bất di bất dịch ở trong cái văn phòng làm việc của mình hay là cái nơi làm việc của mình mới quay được video đâu, các anh chị em ở đâu làm gì đều có thể chia sẻ được hết nhá. Rồi comment xuống phong cách sống để chúng ta có thể bắt đầu xây kênh xuyên suốt những cái chủ đề xuyên Tết Nguyên Đán này các anh chị em nhá. Nào, chúc mừng năm mới.